Sau đây chúng con xin kính mời câu hỏi của bác Trí Thịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, xin cho con hỏi một câu. Có người xúc phạm rồi nói những lời sai trái về con không giận, không buồn, mà con rất thương họ. Nhưng con không hiểu vì sao trong lúc con niệm Phật, người đó cứ hiện lên trước mặt con, làm cho con phân tâm, rất khó niệm Phật. Kính xin lão cư sĩ từ bi giảng dạy cho con. Con xin tri ân lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mình không giận nhưng mà buồn, cho nên khi mình nhiếp tâm niệm Phật, mình cứ nhớ tới cái người làm cho mình buồn đó, mình nhớ cái người mình làm buồn đó, làm cho mình buồn đó, tự nhiên cái người đó hiện ra, tâm tưởng sự hiện là như vậy. Diệu Âm thường nói có nhiều người nhiếp tâm niệm Phật mình thấy thanh tịnh lắm, nhưng mà coi chừng, một là trạo cử, hai là hôn trầm, thì cái dạng này gọi là trạo cử đây mà không hay. Cho nên nếu mình niệm Phật mà mình cứ nghĩ tới cái người đó, tự nhiên người đó hiện ra. Nếu mà quý vị nghe những tòa đàm của giám gì ông từng nói, giả sử như bạn đang niệm Phật mà nghĩ đến một con bướm, một hai giây sau con bướm nó hiện ra, nó hiện ra nó bay. Nếu mà mình cứ chú tâm theo thì con bướm nó càng ngày càng lớn, càng đẹp lên nữa. Mình nghĩ tới một người, tự nhiên cái người đó hiện ra. Chính vì vậy mà nếu có một người nào nói xấu mình thì mình cảm ơn họ đi. Mình cảm ơn họ đi thì tự nhiên mình vui vẻ. Mình vui vẻ, mình không nghĩ tới họ nữa. Thì tự nhiên chính những người mà nói xấu mình đó giúp cho mình nhiếp tâm hơn, giúp cho mình không phân tâm hơn. Đúng không chư vị? Nên nhớ, người tu hành luôn luôn cảm ơn những người nói xấu mình. Tại vì người ta giúp cho mình ngộ ra thế giới này khổ nạn. Hãy sống trong cái thế giới mà biết ơn đi chư vị. Chư vị sẽ lợi lạc vô cùng. Luôn luôn phải nhớ như vậy. Đừng buồn nữa mà nhờ họ đã gỡ nạn cho mình. Nhờ họ đã giải được ít nạn cho mình. Hãy cảm ơn họ đi thì tự nhiên họ không hiện ra trước mình nữa. Còn mình cứ nhiếp tâm niệm Phật mà giả đò, cái miệng thì nhiếp tâm mà còn cái tâm thì nhiếp theo người đó, tức là vẫn cứ nhớ cái người đó tại sao làm mình buồn, thì tự nhiên người đó hiện ra là cái chuyện vô cùng bình thường, hoàn toàn không có gì khó hiểu cả. Bỏ đi, vui vẻ đi, thương họ đi, rồi lo nhìn hình Phật, mở mắt ra nhìn hình Phật, đừng nhắm mắt nữa, thì tự nhiên ảnh tượng đó sẽ mất đi, cảnh giới đều sẽ mất đi, hoàn toàn không có gì phải lo lắng nữa nhé. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ và kính